Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Trưa nay thì trưa nay có đoàn xe 16 chỗ tới viếng mộ cậu năm của lính nè cô chú anh chị ơi. Cậu năm bên đây nè cô ơi. Đó, mấy cô à. Cô đi xe 16 chỗ. Đi từ từ nha mấy cô. Dạ nghe nghe cái vụ màu tím màu trắng nè cô. Dạ. Dạ con chào đại gia đình của cô mấy cô nha. Dạ con chào mấy cô. Mấy cô năm mới phát tài nha mấy cô. Dạ. Ờ, mấy cô đem trái cây với bánh mì heo quay vịt quay gì quá trời lên cúng cho cậu nè. À, để em dựng máy xuống em phụ anh Ngọc ha. Dạ quầy quế hả cô? Dạ cảm ơn mấy cô. Mấy cô tự ngoài quế vô luôn nha. Mấy cô bà cô chú ơi. À, để em phụ anh Ngọc. Dạ con chào mấy cô nha. Dạ con chào mấy cô. Anh Ngọc con bông đi. Mấy cô này có hâm mộ tự ngoài quế vô. Ngoài quế vô lần ba ạ. Cô tự ngoài quế đem bánh cuốn. Chị đi để lóc nước cái xuống dưới này chị để mình cạn đồ cúng trước đi rồi mình ha bỏ lóc nước lên. Đó, mấy cô gặt bu đặt ngạt bu gặt ngạt ở trên mộ cậu luôn cả. Chị quay cái máy của em rồi đó qua mộ. Cô chú này tử ngoài quế vô lao vô hả cô? Mấy cô ơi, sắp này luôn giùm. Dạ dạ. Cô để đây đi con luôn đi. Mấy cô để đây đi con để chung một bàn lên cho mấy cô cúng với thắp hương cho cậu nha. Để mình nè, dời cái máy qua bên đây đi cho nó mát. Con để đây từ từ con cắt nó từ từ. Để con bưng đồ lên đi con đi cô. Dạ con ơi. Con hai chim vô túi của rồi mình la phụ cho cô cái chế chế trải cái bàn nhỏ đó la để bánh mì xuống dưới đi chị. À, mấy cô ơi cho con hỏi mình đổ nước chấm lên luôn đúng không cô? Dạ. Đúng rồi, mình đổ ra cho cũng chứ. Đi lấy cái đó chùi đi đổ ly
Dạ, cứ đây cứ chưa là ở trên đây ít có đồ bán lắm cô. Đâu có biết đâu. Nó đang tới lần cô. Có trên Sài Gòn về mà để Sài Gòn đồ ăn đi. Không mua về tìm về dưới này mua ai gì về dưới này không có mua được mang hết món đó. Bà chị ơi Huế vô. Ở này thành phố gần nhà Vũ Linh. Hôm qua ghé nhà mua đồ rồi nay lại lên đây á. Nhi ơi, chút lấy ghế lại cho ngồi nha. Con ngồi nghỉ đợi con bàn dọn lại xong rồi mấy cô lên cúng nha mấy cô. Ở cho anh Ngọc đủ rồi đúng không? Nước suối nè. Có mấy là cái chai chai giống như mình cúng bình thường. Dạ 5 giờ cô. 5 giờ là về hết. Rồi từ anh Ngọc. Còn ở đây cả ngày luôn. Rồi, từ đổ hết giờ. Dạ sáng em vô rồi chiều 5 giờ tụi em đi về. Dạ. Ngày nào ông đóng đô đây hả? À? Dạ. Rồi bơi lên Hải ơi. Dạ mấy cô ơi, xong rồi mấy cô lên thắp nhang mấy cô. Dạ. Dạ. Nướng mạo đó. Dạ. Ồ, mấy cô thử ngoài Quế vô luôn không cô? Sóc Trăng ở Cần Thơ rồi. Dạ, cô ở mấy cô ở Sài Gòn còn một cô thì ở ngoài Quế. Dạ. Tự ngoài Quế mà vô trong đây thăm cậu luôn. Ước nguyện á. Dạ. Rồi, thương cô quá. Cổ hồi xưa đó là cổ cái chân cổ không có đi được. Dạ. Rồi cổ mơ cổ thắng nguyện hoài cổ nói chừng nào cổ vô được Sài Gòn á là cổ đi thăm mộ cổ. Cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Bây giờ cô vô tới Sài Gòn rồi bây giờ cô lên cô thăm cậu. Dạ cái gà cô nào cô? Tiền quay phim coi. Tiền quay phim cổ Mỹ mắt hơi mờ đấy. Để mở ăn chay. Dạ dạ để đây nè cô. Dạ cái này là đừng để đấy. Cái cô mà đem mắt tím này mang con trăng màu trắng á. Trời ơi, dù trên xe em đem xuống. Dạ con có dù đặng. Ủa cái này quay phim chỗ nào để con hỏi mấy chị kia con. Đó. Cái này hả cô? Để đây quay trực tiếp. Quay đi. Đây này, đây cái gì đây? Chỗ này quay phim đó. Dạ, dạ không phải thốt ra đi. Ủa, đâu như là chú quay chú chia sẻ rồi đây cũng thấy được. À, chia sẻ sao được? Dạ chúc cô vô cái kênh Bùi Hải Vlog của con hoặc là cái kênh Hải My 14. Ừ. Lát cái gì vô giùm. Dạ. Về khỏi ấy hả? Dạ. Để chúc cô. Để chúc về cô vô cái kênh của con Bùi Hải Vlog với cái kênh Hải My 14 của con là cô sẽ gặp hết toàn bộ cô chú trong đây. Dạ. Dạ. Được rồi. Dạ để chúc con. Đây bây giờ con bấm cho cô luôn cho. Thôi đây. Để chúc con đăng lên rồi. Dạ. Hay ha. Giỏi quá. Dạ cô phải vô YouTube này nè nha cô. Cô phải vô YouTube này. Quay mày mình nhá, làm kỷ niệm chứ mày của người ta qua vô tụt của người ta thì dạ. Như tao bắn qua đây cho mình. Tao bắn qua. Bắn quá. Thì là cái đăng ký cái kết bạn đấy đăng vô tụt. Cái kết bạn hả? Dạ không, cái này cô chỉ bấm vô Google là có. Cái gọi Google đấy thì cái quay của có người ta nhưng không phải có đúng mày của chi. À. Cái hình của con máu màu vàng. Đó, chúc cô đăng ký. Có YouTube cho chú luôn, chia sẻ luôn. Dạ. À vậy hả? Bây giờ cái cô vô nè, Hải My 14. Là muốn coi giờ nào cũng được hết dạ không? Đúng rồi cô okay.
Nè cô, con mặc áo màu xanh là thấy không? Rồi, rồi. Đó, con có tới hai kênh, chúc cô vô ủng hộ giùm con nha. Rồi. Ủng hộ là có tiền nghe. Dạ. Rồi, dạ mấy cô, con mời mấy cô lên thắp nhang cho cậu nha. Cô. Để nha, em qua vô qua đây em đứng. Bà cô đó từ ở ngoài Huế vô đó. Mười chị em. Mấy cây đây cây hả? Ô mấy cô qua tới cũng mà gọi cuốn nè, trái cây nè, bánh mì heo quay nè, nước suối nè. Dạ cho con xin đi qua. Che đồ ảnh này cho người chú dạ. Dạ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.